đang ở ngày hội khởi nghiệp quốc gia thì Hoàng My cảm thấy chương trình Hành Trình Từ Trái Tim này càng ngày càng lan rộng và cổ vũ và hỗ trợ cho các bạn sinh viên, đặc biệt là khi có thể kết hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo để cho chương trình có thể lan rộng và lan tỏa một cách mạnh mẽ hơn. Cái ý nghĩa của việc làm này vô cùng lớn lao. Các bạn còn rất là bỡ ngỡ khi mới bước chân ra khỏi giảng đường đại học. Và các bạn rất là cần những người đi trước, định hướng, dẫn dắt những cái bước đi đúng đắn để các bạn có một tương lai sáng hơn, rộng mở hơn và thay đổi một thế hệ, là thay đổi cả đất nước. Hành trình khởi nghiệp kiến quốc đem tri thức và sách của Trung Nguyên là một trong những chương trình mà tôi cho rằng đem lại những cái giá trị rất lớn cho cộng đồng. Em cảm thấy chương trình này vô cùng là bổ ích, có vai trò khích lệ to lớn đối với sinh viên khi họ có thể tự tin để khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và đặc biệt là bản thân em có thêm nhiều động lực để phát triển bản thân, học hỏi. Bất kể ở một thời điểm nào, các bạn ấy cũng luôn luôn là nên khởi nghiệp. Con người phải luôn luôn nghĩ mình là lúc nào cũng sẵn sàng để khởi nghiệp. Năm cái cuốn sách mà anh Vũ đã lựa chọn cho sinh viên có thể nói là một cái người bạn. Tôi cho rằng đây là một cái người bạn rất là tin cậy.